khách hàng hỏi mình về mẫu vượt lý tưởng. Hít một hơi dài, mình chậm rãi nói về cây vượt Toro 800. Vậy tại sao đây là một mẫu vượt lý tưởng? Bởi vì em nó sở hữu nhiều ưu điểm. Bạn muốn tấn công mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được độ linh hoạt, phòng thủ phản tan tì đe, Toro 800 đều đáp ứng được. Mình nói khá nhiều lần về cây vợt này rồi, tại sao em nó lại được mệnh danh là một cây vợt quốc dân? Ngoài lối chơi toàn diện, công được, thủ được ra, còn một số ưu điểm khác như giá thành hợp lý. Cây vợt Toro 800 so với các cây vợt cùng phân khúc có mức giá cạnh tranh. Độ bền cao. Cây vợt Toro 800 được làm bằng chất liệu carbon Guven Graphite giúp tăng độ bền cho cây vợt. Cây vợt phù hợp với mọi người chơi. Toro 800 phù hợp từ các bạn mới chơi cho đến phong trào và thi đấu. Ai cũng có thể thuần hóa được em nó. Em chơi cái Toro 800 này rồi em thấy cảm nhận thì thế nào? Ngon này ạ. Ngon. Một bạn nữ chia sẻ. Ngon các bạn nhá. Nhìn chung cây vợt Toro 800 là một mẫu vợt lý tưởng cho người chơi có lối chơi toàn diện hướng công, thích những pha tấn công mạnh mẽ uy lực. Tuy nhiên, cây vợt vẫn đáp ứng được những pha phòng thủ phản tạt tì đè, giúp người chơi linh hoạt trong mọi đường cầu. Cây vợt đang có mức giá vô cùng ưu đãi trong tháng sinh nhật của Evershop, giá chỉ 1.980.000, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán, bao đơn đi kèm và bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất. Evershop, đồng hành cùng đam mê. Em, thanh toán cho anh cây vợt cái.